Thầy chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 nhé. Các em mở tập sách ra và chuẩn bị ghi bài. Bắt đầu phần ôn tập, hôm nay thì chúng ta sẽ có phần A, nội dung ôn tập. Các em sẽ ôn tập lại hai chủ đề 1 và chủ đề 2 cho bài kiểm tra giữa học kỳ của mình. Bài kiểm tra giữa học kỳ sẽ làm trong vòng 45 phút các em nhé. Sang phần B, các dạng bài tập cần ôn thì chúng ta có 45 câu bài tập thực hành. Các em sẽ ôn kỹ với thầy nhé. Bây giờ các em cùng thầy sẽ làm những câu này. Câu 1, khi có bạn trong lớp làm cho em tức giận thì em sẽ làm gì? A. Câu A, trút hết cơn giận lên bạn. Câu B, nói tất cả những điều xấu về bạn. C, hít sâu và thở ra chậm nhiều lần để kiểm soát cơn giận. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? À, câu C, hít sâu và thở ra chậm nhiều lần để kiểm soát cơn giận. Câu 2, hoạt động nào dưới đây là hoạt động thư giãn, giải trí, học toán, học đàn, học văn? À, nó chọn học đàn nha các em. Câu 3, các cách kiểm soát sự lo lắng là gì? A, xác định vấn đề mà em lo lắng, xác định nguyên nhân dẫn đến lo lắng. B, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề lo lắng, đánh giá hiệu quả của biện pháp đã sử dụng. C, cả hai ý đều đúng. Thì chọn gì đây? À, câu C, cả hai ý đều đúng nha. Câu 4, suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc của bản thân bằng cách nào? A, tìm ra những điểm tốt của bạn và nghĩ về những điểm tốt đó. B, nghĩ về những kỷ niệm đẹp của bạn với mình khi em gặp vấn đề với bạn. C, cả hai ý đều đúng. À, ta chọn C nhé các em. Rồi, các em sửa vào. Câu 5, theo em mục đích sáng tạo chiếc lọ thần kỳ để làm gì? A, tự tạo động lực để duy trì việc chăm sóc bản thân. B, để chăm sóc tinh thần giúp bản thân tốt hơn. C, để thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học. Rồi, chúng ta chọn cái nào đây? B, để chăm sóc tinh thần giúp bản thân tốt hơn nha. Câu 6, hãy nêu cách sử dụng của chiếc lọ cười. A, khi cần em lấy ra một mảnh giấy bất kỳ và tự thưởng cho mình niềm vui đó. B, những lúc em thấy không vui, hãy nhặt một mảnh giấy và cười điều cười được ghi trên đó. C, cả hai ý trên đều đúng. Rồi, chúng ta sẽ chọn là B nha. Câu 7, lựa chọn đáp án mà em cho rằng việc làm đó giúp bảo vệ sức khỏe cho mỗi người chúng ta. A, ăn đủ bữa, không bỏ bữa sáng. B, chế độ ăn cân bằng và hợp lý về dinh dưỡng. C, uống đủ nước. D, cả ba đáp án trên đều đúng. Chúng ta sẽ chọn gì đây? À, câu D, cả ba đáp án trên đều đúng nha. Câu 8, việc làm nào sau đây thể hiện chúng ta biết sắp xếp góc học tập sạch sẽ, gọn gàng? A, xếp sách vở, đồ dùng học tập đúng nơi quy định. B, dọn rác sau khi học tập xong. C, bỏ tập vở, đồ dùng vào đúng vị trí sau khi học xong. D, cả ba đáp án trên. Nào, chúng ta sẽ chọn D, cả ba đáp án trên nha. Rồi, các em sửa vào. Sang câu 9. Việc làm nào sau đây thể hiện chưa biết tự chăm sóc bản thân tốt? A, ăn chín uống sôi. B, chỉ ăn cơm với thịt, không thích ăn rau. C, tập luyện thể thao vào buổi chiều. D, xúc họng bằng nước muối. Em sẽ chọn câu B nha, chỉ ăn cơm với thịt, không thích ăn rau. Câu 10, những việc em nên làm để dành thời gian cho sở thích cá nhân. A, lập thời gian biểu. B, thực hiện thời gian biểu. C, cân bằng giữa việc học và thực hiện sở thích. D, tất cả đều đúng. Chúng ta sẽ chọn là câu D, tất cả đều đúng nha. Câu 11, để thích ứng với sự thay đổi
Các em cần rèn luyện gì? A. Ăn uống không khoa học. B. Không cần tập thể dục. C. Cởi mở với mọi người. D. Lựa chọn bạn bè để chơi cùng. Mình sẽ chọn câu C, cởi mở với mọi người. Câu 12. Những biểu hiện cơ thể của em khi nóng giận. A. Cơ mặt căng. B. Tim đập nhanh. C. Hai hàm răng nghiến lại. D. Tất cả đều đúng. Chúng ta sẽ chọn là câu D, tất cả đều đúng nha. Rồi các em sửa vào. Câu 13. Chiến thắng bản thân là gì? A. Là sự đấu tranh cho phần tốt, lấn át phần xấu. B. Khắc phục cái chưa được thành cái hoàn hảo. C. Tự mình phấn đấu với những yếu kém, khuyết điểm của mình để hoàn thành bản thân. D. Tất cả đều đúng. Chúng ta sẽ chọn là D. Tất cả đều đúng nha. Câu 14. Em làm gì để luôn tự tin vào bản thân? A. Sống khép kín, không chia sẻ với bất kỳ ai. B. Luôn cởi mở, chia sẻ với những người xung quanh và chơi cùng bạn bè. C. Không biết giúp đỡ mọi người thân và mọi người xung quanh. Chúng ta sẽ chọn câu B là đúng nhất nha. Câu 15. Để tự tin vào bản thân, em hãy giải quyết tình huống sau. Giả sử trong giờ học toán em không hiểu bài thì em sẽ là phải làm gì? A. Im lặng và không ý kiến. B. Sẽ đưa tay xin phát biểu và nhờ thầy cô giảng bài lại cho em hiểu. C. Không chia sẻ với bất kỳ ai và luôn sống khép kín. Chúng ta sẽ chọn câu B nha. Câu 16. Em cần làm gì để giúp đỡ các bạn hòa nhập vào môi trường học tập mới? A. Cùng bạn làm bài tập. B. Không cùng làm bài tập, không chia sẻ, không quan tâm khi bạn gặp khó khăn. C. Chia sẻ, quan tâm khi bạn gặp khó khăn. D. Giúp đỡ bạn bè. E. Câu A, C, D đều đúng. Ta sẽ chọn câu E nha các em. Là ba câu A, C, D đều đúng nha. Rồi các em sửa vào. Câu 17. A là một học sinh vui vẻ, hòa đồng và có trách nhiệm trong học tập. Tuy nhiên, nhiều lúc A cũng cảm thấy khó hiểu bản thân. A khó kiểm soát được cảm xúc của mình, rất dễ bực bội và nói năng gắt gỏng với người xung quanh, thậm chí đôi khi còn cao giọng với bố mẹ. Lúc cơn nóng giận qua đi, A cảm thấy mình muốn nói lời xin lỗi, nhưng sao thấy khó nói. Em hãy tìm những đặc điểm có ở bạn A. A. Làm việc gì cũng lóng ngóng nên thiếu tự tin. B. Buồn vui vô cớ, không thích phải nói lời xin lỗi. C. Buồn vui vô cớ, hay cáu gắt, hay phản ứng lại bố mẹ và không thích phải nói lời xin lỗi. D. Không thích phải nói lời xin lỗi. Ta sẽ chọn câu nào đây? Câu C nha các em. Câu 18. Một số biện pháp điều chỉnh cảm xúc, thái độ của bản thân. A. Luôn nghĩ đến điều tích cực của người khác, không giữ suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong mình, không nói khi đang bực tức. B. Luôn phản ứng khi đang nóng giận, không mở lòng chia sẻ khi bình tĩnh. C. Luôn nghĩ đến điều tiêu cực của người khác. D. Luôn giữ suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong mình. Ta sẽ chọn câu A nha. Câu 19. Những yếu tố tạo nên sự tự tin dành cho tuổi mới lớn. A. Vẻ bề ngoài chỉnh chu, dễ gây thiện cảm với mọi người, tạo các mối quan hệ, biết xử lý tình huống. B. Có ngôn ngữ lưu loát rõ ràng, cơ thể khỏe mạnh. C. Tăng sự hiểu biết, thể hiện giá trị và năng khiếu của bản thân. D. Tất cả các ý trên đều đúng. Ta sẽ chọn câu D. Tất cả các ý trên đều đúng nha. Rồi các em ghi bài vào. Sang câu 20, việc làm nào sau đây có thể giúp em có thêm tự tin bước vào tuổi mới lớn? A. Chơi game. B. Luôn giữ quần áo gọn gàng, sạch sẽ và thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao. C. Không tích cực tham gia các hoạt động chung của tập thể. D. Luôn giữ quần áo gọn gàng,
Chúng ta sẽ chọn câu B nha. Câu 21. Trong môi trường học tập mới của em có gì? A. Bạn bè mới. B. Thầy cô giáo mới. C. Chương trình học mới. D. Tất cả các phương án trên. Chúng ta sẽ chọn câu D. Tất cả các phương án trên nha. Câu 22. Đâu là tính cách tạo nên sự khó khăn khi học tập ở môi trường mới? A. Đố kỵ ganh đua. B. Vui vẻ hòa đồng. C. Tự tin nhanh nhẹn. D. Thân thiện. Chúng ta sẽ chọn câu A. Đố kỵ ganh đua là không đúng nha. Câu 23. Những thứ em cần chuẩn bị khi trở thành học sinh lớp 6 là gì? A. Cặp sách đồ dùng học tập kiến thức. B. Đồ dùng máy tính bỏ túi. C. Điện thoại, đồ dùng học tập, đồ chơi. D. Đồ trang điểm, cặp sách, đồ chơi. Chúng ta sẽ chọn câu A nha các em. Sang câu 24. Đâu là tính cách tạo nên sự thuận lợi khi học tập ở môi trường mới? A. Chậm chạp. B. Lầm lì, ít nói. C. Vui vẻ, hòa đồng. D. Khó tính và hay cáu gắt. Chúng ta sẽ chọn C. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi các em sửa bài vào. Câu 25. Ở môi trường học mới, chúng ta cần phải A. Không nên giao tiếp với bạn bè mới. B. Luôn thân thiện với bạn bè và thầy cô. C. Chơi một mình không cần chào hỏi thầy cô giáo. D. Không tham gia hoạt động cùng bạn bè. Chúng ta sẽ chọn câu B nha. Câu 26. Những điểm khác biệt cơ bản khi học trung học cơ sở là gì? A. Nhiều môn học hơn, nhiều hoạt động giáo dục diễn ra ở trường. B. Nhiều giáo viên dạy hơn. C. Phương pháp học tập đa dạng hơn, kiến thức đa dạng hơn. D. Tất cả các phương án trên. Chúng ta sẽ chọn câu D nha. Câu 27. Đâu là mong muốn chính đáng của bản thân trong quan hệ với mọi người xung quanh? A. Mong muốn bạn chỉ đối xử tốt với một mình. B. Mong muốn bạn luôn chủ động xin lỗi sau khi cãi nhau. C. Mong muốn bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. D. Mong muốn bạn luôn phải tha thứ cho mình. Chúng ta sẽ chọn câu C. Chúng ta chọn câu C nhé các em. Câu 28. Em cần làm gì để có thể học tập tốt hơn tại môi trường mới? A. Cố gắng làm quen với mọi sự thay đổi. B. Cởi mở chia sẻ khi gặp khó khăn để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Chúng ta sẽ chọn là câu C. Rồi các em sửa bài vào. Câu 29. Khi gặp khó khăn ở môi trường mới, em nên làm gì? A. Tự mình giải quyết các vấn đề. B. Cởi mở chia sẻ khi gặp khó khăn để nhận được sự hỗ trợ từ người thân, gia đình và bạn bè. C. Tìm người để giải quyết các vấn đề khó khăn thay mình. B. Bỏ các vấn đề khó khăn qua một bên, không cần quan tâm đến. Chúng ta sẽ chọn là câu B nha. Câu 30. Đâu không phải là mong muốn chính đáng của bản thân trong quan hệ với mọi người xung quanh? A. Mong muốn bạn luôn chủ động xin lỗi sau khi cãi nhau. B. Mong muốn được đối xử công bằng. C. Mong muốn bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. D. Mong muốn được yêu thương. Ta sẽ chọn là câu A nha. Câu 31. Em nên làm gì để rèn luyện một tính cách tốt? A. Luôn suy nghĩ tích cực. B. Mở lòng để chia sẻ với mọi người. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Chúng ta chọn câu C. Cả A và B đều đúng nha. Câu 32. Quan sát hình minh họa và cho biết tại sao các bạn lại có sự thay đổi về hình dáng sau một năm. A. Do chế độ sinh hoạt khác nhau. Có bạn dậy thì sớm, có bạn dậy thì muộn. B. Do chế độ dinh dưỡng khác nhau. C. Do di truyền. D. Tất cả các phương án trên. Ta sẽ chọn là câu D. Tất cả các phương án trên nha.
Rồi các em sửa bài vào. Sang câu 33, đâu là những giải pháp phù hợp để phát triển phốc sáng của bản thân? A. Thực hiện tốt chế độ dinh dưỡng, cân bằng, chăm sóc, chăm chỉ luyện tập thể thao. B. Ngủ đúng giờ, sâu giấc. C. Xây dựng một môi trường sống lành mạnh. D. Tất cả các phương án trên. Chúng ta sẽ chọn là câu D nha, tất cả các phương án trên. Câu 34, theo em, sự khác biệt về vóc dáng giữa các bạn trong lớp mang lại ý nghĩa gì? A. Chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau những việc làm phù hợp với đặc điểm cá nhân. B. Tạo nên sự phân biệt giữa các bạn trong lớp. C. Giúp cho chúng ta biết ai nên chơi và ai không nên chơi. Câu D. Tất cả các phương án trên đều sai. Chọn câu A nha. Câu 35. Đâu là những tâm lý thường thấy ở lứa tuổi học sinh? A. Nóng giận, dễ bực bội. B. Thiếu tự tin hay cáu gắt. C. Buồn vui vô cớ. D. Tất cả các phương án trên. Chúng ta chọn câu D. Tất cả phương án trên nha. Câu 36. Những điều gì có thể khiến một cá nhân cảm thấy tự tin? A. Vẻ ngoài sáng sủa gọn gàng, dễ gây thiện cảm. B. Thành tích học tập kém. C. Tính cách kiêu căng, tự mãn. D. Gia đình giàu có. Chúng ta chọn câu A. Vẻ ngoài sáng sủa gọn gàng, dễ gây thiện cảm. Rồi các em sửa bài vào. Câu 37. Thế nào là tự tin? A. Là biết phấn đấu, nỗ lực không ngừng. B. Là luôn tự cho mình hơn người, không cần đến ý kiến, sự hợp tác và giúp đỡ của bất cứ ai. C. Là sự tin tưởng vào khả năng và hành động của bản thân. D. Là tự đánh giá thấp mình, luôn cảm thấy mình yếu kém so với người khác. Chúng ta câu D. Chúng ta sẽ chọn câu nào đây các em? Câu C nha. Câu 38. Những điều gì sẽ khiến một cá nhân cảm thấy thiếu tự tin? A. Thành tích học tập tốt. B. Bị tật nói lắp. C. Có khả năng nói trước đám đông. D. Biết cách tạo các mối quan hệ tốt đẹp. Ta sẽ chọn là câu B, bị tật nói lắp. Câu 39. Theo em, sự tự tin có quan trọng và cần thiết không? A. Không quan trọng, cũng không cần thiết. B. Chỉ cần thiết chứ không quá quan trọng. C. Vô cùng quan trọng và cần thiết. D. Không có phương án nào đúng. Ta sẽ chọn là C nha. Câu 40. Đâu là biểu hiện của một người tự tin? A. Có kiến thức và hiểu biết. B. Hiểu được tầm quan trọng và giá trị của bản thân. C. Tin tưởng vào khả năng và kết quả đạt được. D. Tất cả các phương án trên. Ta chọn câu D, tất cả các phương án trên nha. Sang câu 41. Đâu là việc làm phù hợp để điều chỉnh cảm xúc, thái độ của bản thân? A. Tìm một chỗ thật kín đáo để trốn. B. Nói thật nhiều khi đang bực tức. C. Mở lòng chia sẻ khi bản thân đã đủ bình tĩnh. D. Giữ những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi sẽ chọn là câu C nha, mở lòng chia sẻ khi bản thân đã đủ bình tĩnh. Rồi các em sửa bài vào. Sang câu 42, nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi trong tâm lý lứa tuổi học sinh? A. Do tự bản thân mỗi người. B. Tuổi dậy thì hệ cơ xương thần kinh phát triển không đồng bộ nên dễ gây cáu giận, mệt mỏi. C. Do sự thay đổi của môi trường sống. D. Do gia đình tác động. Ta sẽ chọn câu B nha. Câu 43. Đâu là việc làm không phù hợp để điều chỉnh cảm xúc, thái độ của bản thân? A. Nói thật nhiều khi đang bực tức. B. Luôn nghĩ đến điều tích cực của người khác. C. Hít thật sâu, thở ra chậm để giảm sự tức giận. D. Mở lòng chia sẻ khi bản thân đã đủ bình tĩnh. Chúng ta sẽ chọn câu A. Ở đây việc làm là không phù hợp nha. Câu 44. Xác định những việc làm giúp em trở nên tự tin. A. Luôn giữ quần áo sạch sẽ gọn gàng. B.
rèn luyện thể dục thể thao, tham gia các lớp năng khiếu. C. Tích cực tham gia các hoạt động chung. D. Tất cả các phương án trên. Chúng ta sẽ chọn là câu D, tất cả các phương án trên. Sang câu cuối cùng là câu 45. Theo em, sự tự tin sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích gì? A. Đem lại nhiều thành công trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. B. Có cơ hội để khẳng định năng lực và giá trị bản thân. C. Tạo nên các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. D. Tất cả các phương án trên. Và chúng ta sẽ chọn là câu D nha. Rồi, chúng ta đã sửa xong 45 câu. Các em ôn tập thật kỹ ở nhà. Thầy chúc các em làm bài thật tốt nhé. Thầy chào tạm biệt các em.